Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà Hà Nội nhiều phòng ngủ gần với ngã tư Vọng thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì ngày hôm nay, em Phương xin giới thiệu với quý anh chị hai căn nhà xây mới có sân cổng riêng nằm tại đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai. Hai căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 43m² một căn. Tất cả thì đều được xây dựng 5 tầng với thiết kế 6 phòng ngủ. Giá đang được chào bán chỉ có 5,6 tỷ cho một căn nhà như này thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là hai căn nhà riêng Hà Nội nằm tại đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Hai căn nhà của chúng ta thì đều có diện tích là 43m² một căn với hướng Tây Bắc và được xây dựng 4 tầng anh chị nhé. Với thiết kế tầng 1 là phòng bếp, phòng khách, tầng 2, tầng 3 mỗi tầng 2 phòng ngủ, cùng tầng 4 là phòng thờ, sân phơi. Hai căn nhà chúng ta thì sử dụng chung một cổng sân để xe riêng đây anh chị nhé. Với điều tuyệt vời nữa là từ nhà của chúng ta ra đến mặt phố đường Giải Phóng thì chỉ khoảng 20m thôi, rất là gần. Đấy, em sẽ zoom rộng lên một chút và sau đó sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này anh chị nhé. Đây là căn ngoài và căn trong đây. Đấy. Hai căn thì đều được thiết kế giống nhau. Em sẽ quay qua căn ngoài cho anh chị nhé. Đấy, tầng 1 đây. Phía ngoài của chúng ta sẽ là phòng khách, phía trong là phòng bếp. Xe cộ thì chúng ta sẽ để phía ngoài. Phía ngoài chúng ta có sân để xe riêng rồi. Đấy. Khu bếp núc đây khá là rộng rãi. Mức giá đang được chào bán cho căn nhà này chỉ là 5,6 tỷ thôi. Rộng rãi, gần đường Giải Phóng cũng như gần ngã tư Vọng. Từ nhà của chúng ta ra đến ngã tư Vọng, Trường Chinh đâu đó thì cũng chỉ rơi vào tầm khoảng độ 200m thôi. Tầm đó, rất là gần. Đây là một phòng phía trong. Tổng diện tích này thì phòng ốc cũng tương đối ổn anh chị ạ. Có căn này thì nở hậu, nó sẽ bị mất một phần phía bên này để làm ngõ. Tuy nhiên thì phòng của chúng ta vẫn sẽ kê đồ được bình thường. Bên kia là tủ, bên này sẽ là giường. Vệ sinh ở giữa. Tất cả là lát sàn gỗ hết. Phòng này thì vuông vắn, thoáng, vuông thành sát cạnh. Thưa anh chị, thì với một căn nhà 43m, thiết kế mỗi tầng 2 phòng như thế này, rất là gần mặt phố, mức giá chỉ hơn 5 tỷ thì theo anh chị đã hợp lý hay chưa? Xin lỗi anh chị, căn nhà của chúng ta thì sẽ được thiết kế là 6 phòng ngủ chứ không phải 4 phòng ngủ anh chị nhé. 6 phòng. Tầng 5 là phòng thờ, sân phơi. Sân phơi hai bên. Qua dãy nhà phía trước là đã đến mặt phố đường Giải Phóng rồi. Đây anh chị này. Rất là gần thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.